Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với Tình Quê Miền Tây. Thì hôm nay nhóm mình cũng có chuẩn bị được một mớ thịt dê nè. Đây gồm có sườn với hai cái đùi sau. Thịt dê này thì bên anh hàng xóm á cũng có bằng con dê, nhóm mình cũng có chia lại được một mớ nè. Dê này nè, nay chắc làm 3-4 món quá ha chú Bảy. Thường thường chú Bảy ăn thịt dê này làm gì chú Bảy? Xào lăn, nướng, lẩu của dê rồi. Nhiều khi hấp tiết tô cũng có hay không? Chiên gì, chiên xả. Cái ý mình thích làm sao đó mình làm. Bữa nay chú Bảy thích gì thì con làm chú Bảy nè. Mấy con mặn gì ăn thấy cũng được. Gì chú Bảy cũng thích chứ. Chú Bảy cái gì cũng thích. Không có thích đồ ăn không à. Dê này nay mình sẽ quyết định là làm 3 món. Thứ nhất là dê xào lăn, hai là dê nướng, và thứ ba nữa là mình sẽ nấu lẩu. Chị làm món dê xào lăn có quan ơi. Dạ. Xào lăn nó khô của dễ ăn. Dạ, đúng rồi. Cái này có bánh mì nó chấm vô ăn đúng bài đúng không chú Bảy? Ừ. Nấu lẩu là mình nấu tìm thuốc bắc hả? Đúng rồi, chúng mình tìm thuốc bắc vậy đó. Đó ăn bổ lắm ạ. Hình như thường thường cái món dê người ta làm tới 7 món luôn hay gì mà có ngoài. Nhiều món lắm chị, mà tại mình ở đây mình làm mấy món thôi. Mấy món mình làm thêm nữa chứ nhậu ngày nhậu không hết nổi mấy món đó đâu. Ủa vậy là chị Quyên làm xào lăn rồi quen làm hai món kia luôn hả? Dạ. Thì em nướng. Quà nướng ha. Dạ. Thì là quà phái nướng nè. Không mà nướng với cũng bị ghiền đó nha. Ghiền. Rau cải với cần ô thì mình sẽ ăn lẩu hả Quang? Dạ đúng. Còn rau thơm thì một chút xíu thì mình sẽ ăn với dê nướng ha. Dạ. Thì dưới dê nướng thì hồi nãy như cũng thấy chuẩn bị thêm một số đậu bắp bên đây ha. Đậu bắp cà với cà tím thì cái đó nướng là nó ngon rồi. Nướng ăn kèm đỡ ngán mà. Cái dê là có nhiều thịt đó hay là cái dụm hay gì đó, mình có thể chế biến thêm nhiều món nữa. Cái dụm dê mình làm món gì nấu sabo á Quang. Dạ, đúng rồi, nấu sabo. Chấm bánh mì anh có ăn cái món đó một lần mà ngon lắm mà không biết cái cách thức nấu như thế nào. Dạ. Bữa nào em tìm hiểu đi, làm cái món đó nhậu. Dạ. Mình mua trước đi anh ơi, chứ dụm dê đó là mình cũng khó mua lắm á. Tại vì một con dê nó có 4 cái dụm mà. Hình như cái món thịt dê này có cái món là hấp tía tô nữa đó cô. Dạ, đúng rồi. Chị. Đúng rồi, hấp tía tô nữa. Chút xíu lẩu của mình cũng sử dụng lá tía tô đó. Tại vì chắc cái mùi tía tô nó áp cái mùi thịt dê á. Đố con giòn ha. Dạ. Dê nào ăn cũng được, có con dê mà ăn không được, con dê gì? Con dê gì ăn không được chú ấy. Dê gì ăn không được chú Bảy? Có dê ăn được. Dê gì chú Bảy, con cũng chưa nghe lần nào. Dê người ta chú Bảy. Dê người ta ăn đâu có được. Dê người ta là ăn cay á chú Bảy. Bởi vậy ăn đâu được. Hồi lúc trước á, ông anh em muốn mua cũng mua thịt dê nướng thì cho em ăn nè. Cái người ta kiểu người ta nướng chung với cái lòng á, cái lòng heo hay là cái gì đó anh Thắng. Mà người ta dùng đậu xanh này kia vô ăn chung nó cũng béo lắm á. Ở cái bên này người ta nuôi tới 10 mấy con nữa. Mười mấy nó đẻ ra đó, nhỏ nhóc hết trơn. Mà còn thấy dắt chiều á, cái chú kế bên nhà nè, ổng đi chặt cái lá giòn. Cái gòn á, lá mít. Dạ rồi lá mít luôn, lá mít rồi bỏ hỏm rồi bỏng hết đồ ăn, ông cho nó ăn lá dừa luôn. Cỏ nó cũng ăn, cái gốc dừa cũng ăn. Dạ, nó ăn. Dễ ăn quá chú Bảy. Vậy đúng không? Cái lá nhà này nó còn ăn. Phải không chú Bảy? Ừ. Dạ. Đó là động vật ăn tạp phải chú Bảy. Không mà ở cái bên này là người ta không có cho ăn thức ăn nha. Cái này nó có loại thức ăn không hả chú Bảy? Mình chắc cũng có dặm nữa, cũng quậy nước thức ăn cho dạ. Nó mập. Dạ, cái này thấy ổng cho ăn lá cây rồi này kia này nọ không à. Trái mít này kia. Dạ, với mít đồ á, đúng rồi. Dạ. Con thấy hình như cỏ nó cũng ăn đúng không chứ bạn? Cái con này nó ăn không có kén. Ăn không có kén mà con thỏ mình hết chứ bạn. Con thỏ thì nó ăn cỏ mà ăn cỏ lông là nó chết á. Nó chưa ít cái cho ăn. Cỏ lông là chết á. Với lại hình như con nghe nói là con thỏ mà ăn trúng con sâu cũng chết nữa không chú Bảy? Nó bị bệnh. Dạ. Rồi ăn cái cỏ mà bị trời mưa nè. Dạ. Rồi ăn nó cũng rẻ. Dạ.
khó quá. Ở dưới chị em á có nuôi cặp thỏ mà hái rau rang cho nó ăn đó chị Huy. Sáng nào cũng đi hái rau rang chưa? Dạ nó cũng bự bự rồi chứ bác. Con giờ ký chưa? Dạ. Con giờ ký chưa? Chắc cũng cỡ được 2 ký, 2 3 ký gì á con cũng. Rồi cái đó đi đường nào đi vô chuồng thỏ đó. Dắt qua rồi anh cho đi chứ bắt. Nó ăn rau rang được chứ hình như không ăn rau muống được. Dạ. Muốn nó muốn nhiều hơn. Rau muống hình như cũng được. Ăn được nhưng mà rau lan thì nó ăn bổ hơn. Dạ. Rau muống ăn được. Dạ được mà ít. Thỏ là đẻ liên tiếp luôn á. Nó chỉ đẻ liên tiếp luôn. Nó đâu phải đầu tháng đẻ. Tính ra là mình chưa có hôm nay mình chưa có lên làm món thỏ ha. Dạ. Nào mình làm món thỏ xào lăn đó quan. Dạ. Cái thỏ thì phải biết làm nha, nó mới dai. Thì thường người ta làm con đó. Dạ. Thỏ nó cũng không có nhiêu tiền chứ bảy ơi, nó bán có mấy chục ngàn ký à. 60 triệu hả? Dạ. Cái mình về mình làm xong mình chặt ra rồi mình phải biết làm á, mình bóp với mình xả nước á, xả nước lạnh không có quay hay nước rượu gì đó. Xả rượu chứ. Xả rượu á, cho nó mới dai với nó không có hôi á chứ bảy. Con thỏ là bằng khô chứ bằng nước ăn không được. Dạ. Mà khô nó mới dai. Dạ. Chắc con nhờ chú bảy làm giùm con cái mạo con cái dừa. Nạo hả? Không. Có cái dừa không? Ăn xào lăn ha. Dạ. Đang như đây chắc là đủ rồi. Được. Như đây cũng nhiều rồi đó. Xào lăn mà có da vậy mới ngon nè. Dạ đúng rồi. Da mà mỡ luôn. Ừ. Rồi thịt cũng ăn nó không ngán. Cái đùi này bự quá ha. Quá da này chắc khoảng mười mấy 20 ký gì không chú bảy? Con da này chắc hơn quá. Chắc hai mấy ký rồi. Con này chắc khoảng 2 mấy ký. Da cỡ 4 mấy ký. Vì lớn bốn mấy ký nhưng mà mần ra nó cũng không còn nhiêu hết chú bạn. Ừ. Tại bộ lòng mình đâu lấy được nhiều đâu không? Bộ lòng nó bự cái bọng của nó lớn. Cái bọng mà nó ăn cỏ, ăn lá cây. Chú bảy nó về 4 mấy ký chứ con không mắc cười quá. Con về 4 mấy ký đang ngồi nè quay. Tuổi dê á chú bạn. Đúng 4 mấy ký luôn á chú bạn. Cái đùi này thì mình làm lẩu hả quan? Dạ, cái đùi làm lẩu. Ừ. Cái xương thì mình nấu nước hầm ha. Dạ, đúng rồi. Còn thịt thì mình sẽ thái ra, rồi xong rồi chừng nào ăn mình mới thả vô. Tại thịt dê nó cũng mau chín hơn. Dạ. Em thấy lấy dao bự chặt. Sao à? Em thấy trong quán người ta nướng nguyên cái đùi luôn á. Nhìn thấy thèm ghê. À, nướng anh thấy trên mạng á là dạ. Nướng cái đùi rồi treo lên chứ gì? Dạ. À, kêu giờ nướng rồi đi treo lên. Quả nó nói là nó làm cái món dê nướng mà nãy giờ đi bữa củi nhóm lửa cho mấy anh em mình còn hồi á rồi cái ngồi hỏi sao cái món dê nướng lâu chín quá vậy. Ê Quả ơi, bây giờ em lại em ướp trước đi rồi em hay làm gì làm cho nó thấm á, cái chút xíu cái mình làm mình ướp bỏ đó cái mình đi làm phụ mấy cái kia cái mình quay coi là thịt mình nó thấm rồi cái mình nướng được rồi đó. Ừ. Cái lẩu này là phải có cải hả chú bảy? Có cải. Dạ. Cái cải này ăn nó ăn lẩu nó mới ngon. Dạ. Hình như mấy cái cải thảo trắng này nè chú bảy là làm kim chi ăn kèm được á. Ừ. Người ta làm chung rồi xong rồi có cái bịch gia vị sẵn á, cái mình ướp vô. Vậy chứ không ngon con này. Dạ. Không ngon. Có đồ ngon hết chú bảy. Chưa có. Nói là nó ngon rồi đó thôi. Dê này thì lẩu này một lát mình sẽ nhúng vô hả quan? Dạ đúng rồi. Ừ, em sắc mỏng mỏng này lát nhúng vô, còn những cái xương rồi thì lát em hầm em lấy nước. À. Bữa nay là mình ăn đại tiệc dê luôn ha. Dạ đúng rồi. Nay ăn hoành tráng nữa. Ừ, ăn dê, ăn dê ba món luôn. Ăn cái này là cấm đi nha. Dạ đi đâu vậy chú bảy? Ăn dê là cấm đi rồi. Ông thầy mà cũng dám ăn thịt ông. Cải đó cái còn thấy chú bảy sắp cải đó cái còn nhớ món gì chú bảy? Bánh xèo, thấy ông dạo là bánh xèo rồi dừa nữa. Cái cải này ăn bánh xèo ngon thiệt luôn á. Ừ. Có cái đó ăn ngon, cải ăn nó the the. Ăn nó cái cay nó ngon. Dạ. Đây đổ ướp có quà gì nè. Có
tế. Có hộp thịt nướng hay gì? Hộp ướp thịt nướng. Chứ miếng xíu ngủ gì không gì mà có mệt. Dạ. Có thì ghi đi, ngủ gì hơn, ngủ gì hơn. Mình ướp mình để cho tầm khoảng nửa tiếng cái mình phụ đây cái là miếng dê mình là nó thấm mà sườn dê á. Không mà về dê cái sườn của nó thì mình nướng thì nó sẽ ngon hơn ha, hoặc là mình chiên. Nướng hoặc là chiên sả đó, giống như nãy chú Bảy nói hay gì đó chú Bảy. Nướng nó thơm. Dạ. Nướng thì ngon hơn chiên, đỡ dầu mỡ. Hình như ướp cái này có để đường không ạ? Không, không đồ nướng là không lấy đường nha. Đang hỏi quà. Làm như quà không biết nấu ăn nha. Đường nhiều quá nó bị khét. Không để luôn chú Bảy. Nhưng mà để mật ong thì được đúng không ta? Mật ong thì cũng ít thôi chứ không có nhiều được luôn. Mật ong là nướng là chỉ quét lên thôi. Dạ. Có đồ quét. Cái đó là mật ong, nếu mà mình nướng sườn á, sườn heo mà mình nướng á là mình quét mật ong lên đặng cho nó thơm, nó mềm á, mềm miếng thịt. Xe kem nó kêu không quan nghe chị. Hồi xưa là mình chạy vô là lụng gì biết không, dép lào mà còn chiếc á, dép lào mà mũ á chú Bảy, dép lào nè, hồi xưa bán lông vịt nên chị, lông vịt nè, lông gà chai. Đó thì bán cờ game kiểu đó thì ở đâu cũng dễ nhận. Dạ. Nghe cái tiếng cờ game chỉ bắt đầu chạy chiếc vô. Dạ. Mua đi gom ba cái lông vịt được đi đổi mấy lon sữa bò nữa hay gì á. Ừ. Keo hồi lúc mà tới thầy em là hình như có hết cái đó rồi. Ừ. Sắp tiền đi mua không phải không? Dạ. À, chứ lại hồi đó em thích ăn ba cái hộp mà đậu xanh mà ở trong á 500 đồng một hộp á anh Nắng. Trời đậu xanh là sao ta? Chắc kem dừa đậu xanh quá. Dạ không, nó ở trong cái hộp á nó kiểu như là nó đổ cái ống vô. Dạ. Đúng rồi, kem đậu xanh kem dừa đó. Đổ trong cái ống thiết đó phụ. Dạ, rồi đúng rồi, cái đó gọi là kem dừa, kem đậu xanh rồi kem đậu đỏ rồi đó. Dạ. Kem đó là ngon lắm nha, bây giờ hết rồi, hết rồi cho bán. Kem cây. Dạ. Kem đó là kem ống á, kêu ta gọi là kem ống á. Đúng rồi, kem ống á chứ bạn. Hồi xưa là lắc keng á. À có cái chuông á bạn, lắc. Đấy lắc keng. Em mà nghe bên xong là bên đây em chuẩn bị xin tiền mẹ em rồi. Sao nó chạy hút hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ cái chuông đó biết ở nằm đâu không? Nằm chứ bạn. Nằm bên ba cái ông thầy chùa. Hẳn được đâu có xài cái đó nữa. Kem đó. Chỉ nó lên lo rồi phóng rồi nó la. Hồi xưa là em là đi lượm dừa á. Lượm dừa nó khô rồi tới mấy chỗ mà ta làm kem nữa cái đổi kem ăn, nhưng giờ đó trái là cũng được 3-4 ngàn vậy á. Đúng rồi đi lại đổi ngay tại chỗ đó luôn. Bây giờ ở dưới em vẫn còn một chú bán cày kem á, mà bán từ hồi lúc mẹ còn nhỏ xíu tới bây giờ luôn. Kem chứ đó kiểu nó ngon mà nó biết đâu. Bữa nào em mua lên cho tôi ăn với coi. Hồi đó cờ game hồi đó là nguyên cây dài nha. Dạ, rồi cắt khúc ra đó. Mình mua 5 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn vậy đó, cắt đậm đậm thôi. Dạ. Bây giờ không có cắt. Đó, bây giờ cắt sẵn rồi. Đó là 1 kg vàng á. Giờ cũng còn. Mà kem mà đó nó béo sao kem giờ ăn không ngon bằng ngày xưa. Thì bởi vậy vào nó nói có cái ông chú bán cờ game từ hồi nhỏ giờ là chú đó ông bán ngon đó. Bởi vậy kêu cái vào bữa nào mua lên cho mình ăn. Giờ ở đây em làm món thịt dê sầu lăn. Em cũng chuẩn bị ướp luôn. Xíu hạt nêm, đường, ở đây em cho khoảng muỗng bột nghệ cho nó có màu, với lại xíu ngũ vị hương. Ngũ vị hương này mà mình cho nhiều quá rồi nó ăn nó cũng bị nhẫn. Này ít thôi cho nó thơm. Này ở đây mình có sa tế cho khoảng nửa hộp. Mình cho miếng dầu hào đi. Này em ướp khoảng 15 phút cho nó thấm vô thịt. Bắt đầu lên xào. Cái món này chắc chị trước quá Quang ơi. Cái này là thấy nhanh nhất đó Quang. Lẩu đồ cũng công phu, nướng thì nó cũng lâu.
cái dao cái tô mình rửa luôn cho hồi anh Quang đánh sắt luôn. Ở đây mình làm món xào lăn thì có củ cải đỏ với lại củ hành trắng. Khoảng 15 phút. Ở đây em cũng khử mỡ thơm với xả trước cho nó thơm. Trừ loại mới là mình để sao là để vô sao thịt đó. Nó thơm. Để cho nước ớt. Món này là làm phải cay mới ngon ha. Cay ăn nó cũng bị ngán. Cho thêm món cộng cộng sả. Vàng lại cho thịt vô luôn. Nãy trong đây mình cũng có ướp rồi. Rồi mình làm chín rồi mình ướp mình nêm lại một cái. Nước cốt 2 lần. Nước cốt nhừ mình để trước, còn nước cốt nhất mình để sơ. Vậy cho nó nước cốt nó giữ được độ béo á. Cái món này là nhậu người Bắc hơn mấy món lẩu à. Cái lẩu thì uống rượu ấm. Ở bên đây thì Quang cũng chụm sơ qua một cái cả nhà, mấy cái xương với thịt ha. Ở bên đây là thịt dê của em chấm xăng rồi, giờ em cho nước cốt vừa vô. Cái này chấm bánh mì ngon cực kỳ luôn ha. Tại này thì nguyên chất nước cốt không. Ừ. Giờ thịt dê nó cũng chín rồi. Cho nước cốt ngút vô luôn. Nó kẹo rồi ha. Nó giữ được cái độ béo á. Cho mớ cà rốt luôn. Cái này chấm với bánh mì rồi. Béo dữ dằn luôn á vào. Cải trắng củ hành thì hồi mình để sao. Tại này mình cũng ăn trên lẩu trên bếp. Ở đây thì chú Bảy với Hòa cũng đang nướng sườn luôn nha cả nhà, nhìn nó hấp dẫn quá, thơm quá trời thơm. Hôm nay nướng thịt heo đồ hay nướng chuột không, lâu rồi không có nướng dê hết chú Bảy. Tại đó giờ không có nướng dê chứ phải lâu. Có em có nướng chỗ khác, không có nướng đây á. Nướng dê. Cái này vừa nướng xong cái là mình dọn ra ăn nó nóng nó ngon hả chú Bảy? Ừ. Để hôm đem chai rượu ra đây luôn chú Bảy ơi. Ăn nóng nó ngon. Mấy này chưa có độ nóng. Cái này mà đem rượu ra đây ngồi luôn là bộ có lý hơn ngồi trống á. Nó nóng nóng nè. Nóng nóng dễ ăn ha. Nướng miếng nào ăn miếng đó ha. Cái nào chín thì mình lấy ra mình gom mấy cái ngoài vô cái nó là được rồi đó Hoàng. Anh thấy chồng cũng có mới chín gì đó. Mỡ nó chảy xuống cái khói nó lên ha. Dạ. Yeah. Mỡ chảy nóng. Nóng.
nào nó móc lửa cái thèm. Dê nãy nấu thì nó cũng hơi mềm mềm. Cái em cho ba cái thức bắc vô. Này hầm khoảng thêm 15 phút nữa. Cho nó ra mấy cái chất sáu tàu rồi nè. Cái này cà tím nướng chung với cái này là ngon ha. Dạ. Tím đậu bắp đường. Kèm vô ăn đỡ ngán. Ừ. Công nhận quà nướng thấy hấp dẫn quá trời luôn nè. Nhìn thấy thèm liền ha. Ướp đồ rồi nướng thì nhìn thấy nó hấp dẫn quá, mình thấy thèm thiệt luôn á. Chín hết rồi ha. Chín hết rồi. Đợi cho bắp nó xong rồi mình lay gai được. Còn một chế này thôi là mình nhậu cũng xỉn nữa. Quá trời, bữa nay quá trời mồi ha. Dê mà không làm mấy món hả? Đáng lẽ là để phải làm 7 món ha. Là dê 7 món rồi. Mình làm mới được 3 món à. Hôm nãy ví dụ như mình làm mấy món kia cũng được. Món chiên, còn món gì nữa là xào, hấp. Ừ, nhiều thứ. Ở đây thì Nguyên cũng đang múc thịt dê xào lăn luôn nha cả nhà. Và thấy nước nước là ngoài biết nó béo cỡ nào không? Toàn là nước dừa không luôn á. Một trái dừa không chắc luôn. Nhìn nó kẹo lại nó sắc xuống á. Nhìn thấy hấp dẫn. Cái thịt dê của em cũng quá thơm luôn ạ. Nướng nó dễ bốc mùi thơm lắm. Nó thơm hơn cái đồ xào. Đầy cái dĩa là theo bác nhiêu tiền? Chắc mấy trăm ngàn á. Nói thì tỉnh xuống mua luôn. Bữa nay chú Bảy khó mua cũng có luôn. Chứ thịt dê này mình ra quán mình mua mà người ta chế biến sẵn nó mắc lắm á chú Bảy. Dạ. Còn mình mua vậy rẻ, bán rẻ về mình chế biến được nhiều món mà có nhiều thịt nữa. Cái gì chị ơi, nhà mình làm. Dạ chú con. Này được hay dễ sườn ha, công nhận quà cũng canh hay ha. Nướng đẹp canh hay nữa ha. Ừ. Không biết ngon không thôi chứ ngon. Anh thấy là thấy hấp dẫn rồi đó. Anh thấy là thấy bộ ngon đó. Có ăn hết thứ cơ cay không? Dạ cay chú Bảy. Hồi nãy con cắt cái miếng ớt này mà giờ cái lỗ mũi con nóng hổi luôn. Chắc con quê chút quá. Thì nãy giờ nhóm mình cũng có nướng dê với làm xào lăn với lẩu xong rồi. Thì giờ mời cả nhà lại đây nhóm mình luôn ha. Xin mời cả nhà. Rồi. Vô chú Bảy ơi. Bây giờ mình cái món nướng trước đi vào nha. 1 2 3 vô. Mình dùng nướng trước đi cho nó còn nóng. Con mời chú Bảy. Cái món nướng này thì của Hòa làm hồi nãy nha. Nhìn nó hấp dẫn quá trời luôn ha. Anh chưa có ăn nhưng mà anh cảm nhận cái món nướng của Hòa chắc ngon lắm á. Thơm. Anh nghĩ sao là nó y vậy đó. Còn món xào lăn này anh nghĩ cũng rất là ngon. Thì cái món lẩu này thì chưa có ăn thì chưa có biết nữa. Giống như mình thích cái món cay với món nướng á. Thì lẩu thì mình thấy chưa có ăn, chưa cảm nhận rồi, không biết là nó ngọt không ha. Cái này phải ra tay mới được. Đúng rồi, cái này phải bóc mới ngon. Cái này là vừa ăn đúng không? Ừ. Cái này thì mình chấm với chao của chú Bảy. Ai thấy là thì chấm thêm chao. Thịt dê béo quá. Đúng rồi, thịt dê này béo ha. Thấy có mỡ quá trời luôn á. Nãy và nướng thấy tôm mỡ. Tưởng nó mềm. Ừ.
Qua ướp vừa ăn luôn đó bà. Qua mốt chắc kêu bằng thiên hạ đệ nhất nướng quá. Hỏi nướng. Thánh nướng. À, thánh nướng luôn á. Đệ đế miền Tây. Không có, đi đệ đế miền Tây rồi. Cái gì đệ nhất là nấu nước á, cái gì mà có nước á. Nhúng lẩu nữa hả chị? Lẩu hay là canh chua hay là này kia đồ á, đồ nước thì quay nó sở trường hơn. Còn dao thì đệ nhất gỏi hả? Chú Bảy thấy ruộng chú Hột mà ngâm kiểu này uống thấy chất lượng không chú Bảy? Cái này làm vài ly là nó ấm bụng dưới trời mưa nè. Nó không giống như là cảm cúm này kia rồi nó cũng qua luôn á. Nó đỡ lạnh. Dạ. Như mà cái chú Hột này mình uống là giống như mình lao động á. Về mà mình mệt mệt hay là mình nhức mình á. Mình uống cái này là sẽ không nhức mình nữa chú Bảy. Chú Hột mà. Dạ. Uống nước mát. Chú Bảy dùng mạnh mạnh vô đi chú Bảy. Gấp cho chú Bảy miếng sườn đi quà. Để chú à, miếng sườn nữa đi, thấy miếng sườn nó ngon đó. Ngon. Chú Bảy. Dạ, mời chú Bảy. Chú Bảy. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà luôn nha. Quà nó cũng thấy thèm quá, quà duyên nhân cũng thấy thèm quá. Bữa nay có hai đùi hai bên luôn nè. Cái nướng này thì mình ăn kèm theo với rau sống á thì nó sẽ thơm hơn, nó ngon hơn, nó dễ ăn hơn nữa. Nó dễ. Dạ. Chú xíu vào ăn hết mấy món này coi cái món nào cảm thấy ngon nghe vào. Nhưng món mà dạ, biết chưa ông đang học dạ. Làm á chứ không phải làm gì vậy. Chứ ai đâu nói cho em ăn hoài. Đúng rồi. Đúng rồi, thì ví dụ như coi thấy món nào ngon thì học hỏi. Mà anh thấy món nào chắc cũng ngon á, chắc em phải học hỏi hết ba người quá. Chị anh, mấy anh mấy chị chuyện bí kíp lại cho em. Cái nữa lấy chồng gì là chồng nấu cho ăn. Rồi, có con lớn không, đợi con lớn con nấu cho ăn. Nói chứ ai mời cưới vào về biết làm gì tối ngày mà kêu nấu cơm cho ăn gỏi không. Vậy là tối ngày kêu chồng nhậu không đó, món gỏi là món nhậu mà. Kêu làm gỏi cái chồng đem ra, đem xì rượu ra đâu có la đương chồng. Tại vì em làm mọi nhậu, làm gỏi mà mọi nhậu. Chồng vợ chồng đây ra luôn, là hỏi của ai luôn. Rồi, có lý à. Chơi không hết lòng với ai luôn hả dạ? Cái này là khỏi sợ chồng đi nhậu bậy nè. Ủa có đi nhậu bậy nữa hả Quang? Vậy là Quang chắc cũng có đi nhậu bậy hay vậy nè chú Bảy. Hồi đó thì chú Bảy có đi nhậu bậy không? Không, bây giờ mày ăn dê mày đừng có đi bậy nha. Mày nhậu bậy được chứ đi bậy không được. Ăn dê là không có dê đâu chú Bảy ơi. Dê là bị quýnh á. Đó hỏi bây giờ trong mấy món này tâm đắc nhất là món nào, thấy ngon nhất là món nào? Nó nói tâm đắc qua món luôn rồi sao? Quà đang tự tin về cái món nướng của nó. Chú mắt là món nướng ngon nhất rồi đó. Đúng rồi. Em mới thưởng thức món này đầu tiên nè. Tại vì Quà đang tự tin dạ. Với món nướng mà. Không, nướng này em cảm thấy còn ngon mà. Cái mình để mình chuyển tới món này đi. Cái này nó sôi lên là ăn được rồi đó Quang. Dạ đúng rồi. Tại bên này chín sẵn hết rồi mà. Dê này cũng mềm chứ không có dai. Đúng rồi, dê tơ. Cái này dê tơ. Có dê loại tơ. mà dê già trời ăn không nổi Quang ơi. Nấu dạ, lâu dữ chắc lắm. Nấu từ sáng tới chiều luôn á. Ừ. Nấu hào củi nữa. Nhưng mà nếu mà ăn được, ăn chín mềm ăn được là nó ngon hơn con dê tơ mà nha. Đúng rồi. Nó nhiều chất hơn. À, vô chú Bảy ơi, vô mình chúc mừng cái mùa mới này đi chú Bảy ơi. Rồi, có mùa mới rồi. Rồi, mời chú Bảy. 1, 2, 3, vô. Mưa lắc gắt tới rồi Quang ơi, nhậu rượu đế dưới này là ngon luôn, dưới lẩu là ngon luôn á. Hợp lý luôn đó. Nhậu xong ra em tắm mưa luôn. Các bạn thấy nước chấm làm ngon không? Ngon. Dạ. Đúng mới chấm. Dạ. Cái thịt nướng này, thịt dê hoặc thịt biển vậy chứ. Có mỡ mỡ nạt nạt á. Nướng nó thịt nó mềm chứ mà nạt không á, em nướng ăn nó khô khô vậy, ăn thấm xì vậy. Cho dù mình ướp có năng ngon đi nữa nhưng mà miếng thịt nó không có mềm là cũng không có ấy. Bữa nay là tính ra là đại tiệc thịt dê luôn á.
nay mình làm thêm món hấp nữa nè ha. Làm mà chiên nữa nè ha. Là làm dê bảy món luôn. Làm buffet dê dê. Buffet dê. Buffet dê. Buffet rượu nè, có rượu thiếu rượu. Quá béo. Cái này ăn cũng na ná như cà ri ha. Ừ. Nó có dừa luôn mà. Nó có dừa. Cay không Hoàng? Không dừa. Không cay luôn hả? Chứ hồi nãy là Quang nói là này chắc chị Quyên nấu ngoài cay lắm. Tại em ăn cay được nên không có không cay. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn cay không được. Đúng rồi. Cái bảy không muốn cái bảy. Chú Hai thử một miếng. Dạ. Cái mỡ con dê nó giòn. Đúng rồi. Cái da nó cũng mà, giòn. Nó giòn mà nó béo dữ lắm. Không nhé. Nước nước cho chú Bảy với đặng chú Bảy chấm bánh mì luôn. Ngon chưa? Mà cay phải không? Dạ không, nó cũng the the chứ không có cay quá. À. Dạ. Nó béo của thịt dê mà vừa béo với của nước cốt dừa. Nãy chị nấu nước dừa rất là ngon. Dạ. Mình mùa mới xong rồi mình vô đi. Trước mình lắc mình mừng mùa mới nữa. Sao Quang thấy cái món của chị Nguyên làm như thế nào Quang? Quá ngon anh. Lúc mà nhỏ là đi đám giỗ đồ là anh phải ăn bánh mì chấm cà ri nhất luôn á. Dạ đúng rồi, nó béo béo. Ừ. Dễ ăn. Cái như là còn nhỏ đó, mình đâu có lên trên bàn mình ngồi đâu. Cái múc cho một chén hạt tô vậy đó. Rồi cái lấy bánh mì chấm vậy mà ăn ngon thấy ghê luôn. Cà ri hồi xưa nấu với vịt chim. Dạ, vịt chim mấy chú Bảy, đúng rồi đó. Mà ngon thấy ghê ngon luôn á. Vậy? Dạ. Hồi đó nấu cà ri ngon. Dạ. Hồi đó chú Bảy hình như là đâu có ít là khoai môn như bây giờ đó. Không có khoai môn. Dạ. Thì lan hay khoai mì thôi. Dạ đúng rồi đúng. Mà cái khoai lang á chú nấu cà ri một hồi nó làm như nó lền lền á. Sợ cái nước nó lền lền nó sợ sệt ngon lắm. Gà bột béo. Ừ. Cái món này còn nhiều lắm nha. Chú Bảy ăn mạnh vô với mấy anh em ăn nhiều vô. Cái món dê này nè mà mình không biết làm á là nó hôi dữ dằn lắm á nha. Đúng rồi. À nãy không biết ai rửa không? Ai? Tôi rửa chứ ai? Rửa làm sao vậy? Rồi không biết rửa sao không? Chưa. Nãy tôi rửa sòng bông mà. chà sòng bông á. Nãy chị đâu còn hôi đâu. Hàng chị ăn nãy tự nhiên. Hàng chị thơm mùi sâu. Nãy giờ ăn thấy lên bọt. Nãy giỡn chứ dê này mình chế biến lại. Mình thui hay mình làm lại mình cho gia vị này nọ rồi tỏi, nước mắm gì đó. Vô đây là nó áp mùi dê lại hết trơn rồi chứ nó không có hôi. Nó như nhiều khi mình làm dê thì khi mình sẽ rửa bằng rượu hay bằng cà. Như củ ghiền nữa. Củ ghiền mình luộc. Đúng rồi, cái đó mình luộc thôi. Dạ. Thì chủ yếu là xả. Xả như sự nó đã tự. Đúng rồi. Dạ. Còn cái nào lẩu hồi nãy là con luộc trước xong rồi con mới luộc cho nó hết chất bột á. Nó ra bột sòng bông ha. Đúng rồi. Chi nãy sòng bông quá trời. Chi sòng bông nhất hoài không hết. Vậy bây giờ để này xuống, bưng lẩu để lên. Hình như là chú Bảy có con dê mà loại dê đực đó chú Bảy.
mình ăn nhầm con dê đó nó hôi dữ lắm luôn. Đúng rồi, đúng rồi, con dê đực á. Thì dê đực á là nó đi nó đi nó có giống á. Dạ. Nó có giống nhiều nên nó tạo cái mùi á. Vậy nãy giờ chú ngồi kế con cũng mệt nghe thôi. Hình như con heo cũng vậy đó, cũng vậy heo rồi. Mình con heo ăn nọc ngay á. Ăn ngay con heo nọc nó cũng hôi như là vậy luôn á. Nhưng mà mỡ dê á, nãy giờ em ăn á, em không có thấy nó bị ngấy à. Có mỡ bò, chị mỡ bò cắn vô mà cái miếng bò heo mà kiểu nó ngấy trong miệng sao, còn này thì không có. Cái này nó giòn ha. Dạ đúng rồi, giòn. Nó giòn mà nó béo. Mỡ bò nó dẻo. Chú Bảy thấy cái này nó ngộ ha. Cái mỡ bò chú Bảy để chút xíu đi là nó bờn trắng 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 liền luôn á. Còn mà hồi nãy giờ cái lẩu quen để nguội mà cũng không thấy mỡ nữa. Dạ đúng rồi. Ngộ nhầm cái nước kìa. Nãy quen nấu bằng nước dừa. Dạ. Cái lẩu của Quang chắc cũng có thể là rất là ngọt. Cũng năm mười với cái lẩu cái món của mình đó nghe quà. Chút xíu chú Bảy ăn ba món rồi chú Bảy cho con biết coi giống như ba món này món nào ngon nhất. Hai món này thấy ngon. Dạ. Còn cái món lẩu chưa. Bây giờ món nào không ngon đi chú Bảy ơi. Bữa nay ông chợ ông cũng ủng hộ mình luôn nè chú Bảy. Dạ mưa thì cũng đâu làm gì đâu chú Bảy. Ủa con nghe nó có dê núi là mà dê núi lại sống ở núi hả chú Bảy? Ừ, đúng rồi, nó ở núi á. Nó ở núi á. Nó ăn dê núi đó, dê đó là ta nuôi hay là dê gừng? Dê ta nuôi chứ. Dê đó dê cũng dê gừng Thái Lan. Dê nuôi á chú Bảy ơi. Dê đó là nó nhỏ hơn dê này rất là nhiều. Nhưng mà thịt nó chắc bởi nó mới cái móng của nó mới móng vô cái đá được. Hình như là nó đi luôn á, nó đi lên đi xuống nó leo núi. Nó phóng lên phóng xuống luôn. Vậy nó tính ganh cũng hay hơn mình chưa leo núi được nó leo núi. Sao Nhân thấy ngon không? Ngồi im re nha. Thấy ngon. Bữa nào em với anh lên núi bắt gì? Thì kiểu đó, kiểu đó người ta quýnh chạy không kịp à. Hồi xưa thì bắt được nha, chứ bây giờ bắt là không được đâu. Nó lại động vật quý hiếm hơn hay sao nuôi? Không. Người ta nuôi đấy em ơi, tại giờ nuôi nó là bắt nó không được kìa. Tại vì có người ta nuôi rồi đó gì bắt. Giàu nó thiệt ta nói cái đó động vật quý hiếm, động vật quý hiếm sao mình ăn được. Đúng rồi, mình bỏ rau tế tô vô cho nó thơm. Thì cho đó nó héo xuống cái gấp là ngon lắm. Làm như cái tế tô này nó kỵ với thịt dê hay sao? Không phải là ý là nó là kỵ. À vậy là tính ra nó hạp chứ không phải kỵ. Nó hạp. Là cái lá nó vô là cái mùi con dê nó không có ngon. Hèn chi em thấy con dê nó không ăn lá tế tô. Nó ăn lá khác không ạ? Nó ăn hết trơn à. Bữa nay nó ăn rồi nè. Dạ. Nó ăn lá tế tô sẽ ăn lại nó. Giờ này mình uống củ chú hột mà lẩu tìm thuốc bắc này nữa. Trời mưa. Trời mưa dài lắm. Mưa râm râm. Múc múc có ăn mì bỏ mì vô. Đúng rồi, có ăn mì bỏ mì vô. Rồi vậy đó em tự nấu rồi xong em tự thưởng thức trước luôn nha. Thưởng thức trước rồi thưởng thức thịt dê rồi em thưởng thức trắng đậu. Từ từ em tự nhiên vô múc thịt dê không cũng chạy hay gì á. Mình múc đầy đủ chứ cũng hơi bỡ ngỡ một chút. Dạ. Còn có ai nói gì không? Quà múc đi. Quà múc luôn đi. Quà tới hôm quà múc nước còn mà nó nhắm múc cái nữa. Vì mấy anh em nói quá trời thấy khớp qua sao ăn nhịn trơn trời sao cục này bự cục này bự vậy. Ôi lỡ rồi nó lỡ rồi vô chiếc luôn á thôi môn. Dụm nha Nhân. Dạ. Cái dụm đó là phải uống 3 ly á. 3 ly một cái dụm. Tại biết sao không? Không phải là múc nhiều. Cái này là xương không à. Đúng rồi. Xương không à. Không có phải là thịt nẹt nên nghĩ mình múc nhiều. Cái già thì chị sẽ múc cho thịt này. Cho em một cái táo. Không nhận mưa xuống cái mát ha. Cho em một cục khoai. Trời mưa này nhận đế là đúng bài luôn rồi. Cái này chắc mưa nào mưa tạm mình mới nghỉ quá. Vậy chứ giờ nghỉ cũng có làm gì đâu hả? Dạ. Quà ơi, này mưa hơi lâu không ạ? Chứ giả lại trời mưa cũng đâu làm gì đâu. Đâu làm gì. Cũng đâu có gì vậy được. Không, mình lấy ra tới chiều. Bây giờ mình trời mưa gì mình nhậu vợ không la nữa.
Hỏi xong về nó mưa sao về. Dạ cũng yên tâm, nó hơi sai sẩm còn mưa, thôi ngủ tiếp đi rồi ngủ luôn đi. Vậy ấy thôi cho mình vô cái đi. Vô. Cái lẩu này nè. Dạ. Uống miếng rượu đế nó thiếu nước vô à. Ấm luôn. Cắm lòng rồi. Cũng cho thịt vô. Thịt này thịt tái hả? Tái vô à. Đùi sắt cái này đã vô nó vừa chín là ăn được rồi, chín giống như vừa chín tới thôi. Nó còn rất ngọt trong. Rồi. Mới bỏ vô là nó tái lại nè quan. Dạ. Cái này con người ta có nấu hủ trứng dê với phở dê nữa đó. Đúng rồi. Nhưng mà mỏng mỏng giống như nè. Nồi này chắc có cái gô lóc quá. Nó lóc lên bờ á. Chị hồi nhậu xong rồi đi kiếm ngán mồi ra bắt cái gô lên gan búa tiếp. Con mày chín rồi vừa anh phải ăn rau đó mà nóng với hủ tiếu quá quen đó là đã vô ngon lắm với rau cần thuốc bắc á. Múc đại nhiều nhiều đi cưng. Thịt đó chín rồi đó. Chín rồi. Ừ, thịt đó giờ ăn được rồi. Có tàu hủ kia ăn nó béo lắm á Quang. Dạ đúng rồi, chấm còn nhiều lắm á. Tôi thấy cái lẩu sao chú Bảy? Ngon. Vậy là bây giờ chắc ba món này giờ bằng nhau á. Dạo chú Bảy cho cảm nhận đi. Ngon, ba cái này cái nào cũng ngon. Dạo. Dạ ngon. Thế là Dạo nói là ba cái món này là món nào cũng ngon đều hết á. Dạ đúng rồi. Không làm cho ai buồn chân á. Nãy giờ mấy cháu mình cũng thưởng thức mấy con dê xong rồi, cũng có lai gai cũng xong rồi. Giờ thì cũng xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp nha. Xin chào cả nhà.